vì sao phải tham học, tham học nhằm thành tựu hậu đắc trí. vì sao nếu quý vị hành bồ tát đạo phải rộng độ chúng sanh, căn tánh của chúng sanh thiên sai dạng biệt pháp môn gì quý vị đều biết, chẳng thể không biết, thì quý vị mới có thể đồ hết thầy chúng sanh. vì thế tham học nhằm để tiếp dẫn chúng sanh có căn tánh bất động, chẳng phải vì mình vì chính mình thì một câu a di đà phật bèn minh tâm kiến tánh đã thành phật rồi biểu diễn cho chúng ta xem mà do vậy trong quá khứ khi giảng học tôi thường khuyên lên khích lệ các đồng học Đối với tứ hoàng thể nguyện Trong thế gian này chúng ta chỉ học hai nguyện đầu Hai nguyện sau chúng ta chưa làm được Chúng ta chỉ học hai nguyện trước Hai nguyện sau đến thế giới cực lạc mới viên mạng Đến thế giới cực lạc học rộng nghe nhiều Chưa tới thế giới cực lạc ta cứ thâm nhập một môn ta dựa vào một môn để ổn thỏa thích đáng giữ lấy thế giới cực lạc sau khi thân cận a di đà phật mới bèn học rộng nghe nhiều hiện thời đừng nên làm như vậy nếu trong hiện tại mà học rộng nghe nhiều quý vị sẽ tự khiến chính mình bị lỡ lạc nếu quý vị phân tâm tinh thần tinh lực và thời gian sẽ chẳng đủ dùng Điều thứ hai là quý vị đã bị phân tâm Chẳng thể tập trung tinh thần, ý chí Nói cách khác, một môn vẫn chưa học tốt đẹp Thật đáng tiếc lắm Chẳng thà trong đời này Chúng ta tham nhập một môn Trường thời quân tu Chính mình quyết định có thành tựu Đến thế giới cực lạc rồi Mới học rộng nghe nhiều ổn thỏa, thích đáng. Phương pháp này tốt đẹp lắm. Hãy học theo Liên Trì Đại Sư. Ngài đã nói hai câu rất tuyệt diệu. Tam tạng thập nhị bộ. Nhượng cấp biệt nhân ngộ. Ta không làm, nhưng cho người khác làm. Bác dạng tứ thiên bôn, việc nhượng cấp biệt nhân hành chính chúng ta chỉ đi theo một con đường trong một đời này chỉ theo một con đường một phương hướng một mục tiêu chết sạch so đo khăng khăng chấp trì danh hiệu cầu sanh tịnh độ đó là đúng sẽ thành công cần gì phải chuốc lấy lắm nỗi phiền phức như thế khiến cho cái tâm được định tự tư tự lợi Tiến tâm lợi dưỡng ngũ dục lục trần tham sân si mạng thấy đều buông xuống phải biết những thứ ấy chướng đạo không chỉ chướng ngại quý vị chứng quả mà còn chướng ngại quý vị khai ngộ cũng như chướng ngại quý vị giảng sanh không buông xuống những thứ ấy quý vị sẽ bị thiệt thòi to lớn Chúng ta học Phật Nếu muốn thành tựu trong một đời này Quyết định phải biết điều này Vì sao phải tham học Tham học nhằm thành tựu hậu đắc trí Vì sao Nếu quý vị hành Bồ Tát Đạo Phải rộng độ chúng sanh căn tánh của chúng sanh Thiên sai dạng biệt Pháp môn gì quý vị đều biết Chẳng thể không biết thì quý vị mới có thể đồ hết thầy chúng sanh. Vì thế, tham học nhằm để tiếp dẫn chúng sanh có căn tánh bất động, chẳng phải vì mình. Vì chính mình thì một câu a di đà Phật bèn minh tâm kiến tánh đã thành Phật rồi. Biểu diễn cho chúng ta xem mà. Do vậy trong quá khứ khi giảng học tôi thường khuyên lên Khích lệ các đồng học Đối với tứ hoàng thể nguyện Trong thế gian này chúng ta chỉ học hai nguyện đầu Hai nguyện sau chúng ta chưa làm được Chúng ta chỉ học hai nguyện trước Hai nguyện sau đến thế giới cực lạc mới viên mãn Đến thế giới cực lạc học rộng nghe nhiều chưa tới thế giới cực lạc ta cứ thâm nhập một môn ta giờ vào một môn để ổn thỏa thích đáng giữ lấy thế giới cực lạc sau khi thân cận a di đà phật mới bèn học rộng nghe nhiều hiện thời đừng nên làm như vậy nếu trong hiện tại mà học rộng nghe nhiều quý vị sẽ tự khiến chính mình bị lỡ lạc nếu quý vị phân tâm tinh thần tinh lực và thời gian sẽ chẳng đủ dùng điều thứ hai là quý vị đã bị phân tâm chẳng thể tập trung tinh thần ý chí nói cách khác một môn vẫn chưa học tốt đẹp thật đáng tiếc lắm chẳng thà trong đời này chúng ta thâm nhập một môn trường thời quân tu chính mình quyết định có thành tựu Đến thế giới cực lạc rồi Mới học rộng nghe nhiều Ổn thỏa, thích đáng Phương pháp này tốt đẹp lắm Hãy học theo Liên Trì Đại Sư Ngài đã nói hai câu rất tuyệt diệu Tam tạng thập nhị bộ Nhượng cấp biệt nhân ngộ Ta không làm nhưng cho người khác làm bát dạng tứ thiên môn việc nhượng cấp biệt nhân hành chính chúng ta chỉ đi theo một con đường trong một đời này chỉ theo một con đường một phương hướng một mục tiêu chết sạch so đo khăng khăng chấp trì danh hiệu cầu sanh tịnh độ đó là đúng sẽ thành công cần gì phải chuốc lấy lắm nỗi phiền phức như thế khiến cho cái tâm được định tự tư tự lợi tiến tâm lợi dưỡng ngũ dục lục trần tham sân si mạng thấy đều buông xuống phải biết những thứ ấy chướng đạo không chỉ chướng ngại quý vị chứng quả mà còn chướng ngại quý vị khai ngộ cũng như chướng ngại quý vị giảng sanh không buông xuống những thứ ấy quý vị sẽ bị thiệt thòi to lớn chúng ta học phật nếu muốn thành tựu trong một đời này quyết định phải biết điều này